Hello, em Di Cá chào tất cả anh em ơi. Thì chương trình của sáng ngày hôm nay em sẽ lên một ít hút bụi anh em nha. Hàng công cụ nó về rồi nhưng mà nằm ở phía trước em chưa khui được anh em ơi. Tại vì nó mới khui xong cái lô này cũng đã hết giờ luôn rồi. Giờ này em đã 10 giờ mấy rồi. Cho nên em quay không có kịp nên em làm một cái sơ một cái video hút bụi cho anh em đang muốn cần sử dụng cái loại này thì anh em ủng hộ em. Đấy, còn công cụ thì chiều em sẽ soạn thôi, em lên sâu anh em ha. Đấy, thì cái hàng này em giới thiệu luôn, toàn bộ em bao ship cho anh em nha. Tất cả luôn là em bao ship cho anh em. Thì bao sống luôn. Đấy, con nào không sống để lại. Đấy, em bấm con nào sống, pin rin. Pin toàn bộ là rin hết anh em ha, không đóng một cục nào. Đấy, không đóng một cục nào luôn. Và không bao pin luôn anh em ơi, không bao pin, không bảo hành. Giá của em đưa ra thì anh em cứ nghiên cứu. Bữa giờ em bán, lô trước em bán gần 1.000 cây rồi. Lô này về có mấy trăm cây thôi anh em. Đấy, có mấy trăm cây, có nhiêu đây thôi. Gần 300 cây nè. Rồi, ok luôn. Đấy, anh em nghiên cứu kỹ giúp em nha. Không bao pin, không bảo hành. Đấy, rồi cái này bao ship, bao sống, bao nhậu. Ok anh em ơi. Rồi, anh em cọc trước giùm em 30% luôn nha. Còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi hàng về đến nhà. Khi nhận hàng, anh em khui thùng kiểm tra đúng cái hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau phần còn lại. Còn nếu có sai sót bởi vỡ gì cứ gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Anh em đừng nhận nha, nhận xong thì không giải quyết được, anh em thông cảm giùm em ha. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo ha. Riêng cái loại này mà lên hình thì bao đẹp luôn nè, này nè, đấy. Chưa lau chùi luôn anh em ơi, hồi sáng em cũng có like trực tiếp luôn rồi, anh em xem rồi. Đấy, hàng nước hàng của em lấy là riêng hút bụi này, vít tu lơi cho anh em luôn. Rồi, giờ em sẽ quay từng mã một, anh em xem và tham khảo nha. Rồi, tiếp tục vô con đầu tiên anh em nha, thì ở đây thì con này nó là một con 8 slim nhưng mà ruột gà này nó bị hư nha. Thì riêng cái ruột gà này anh em thay cho mua mới thì chỉ có 20 thôi, nhưng mà giá thì em đưa ra cho anh em về thay nha, hơi cấp bán hơi xíu. Thì giá bình thường em bán con này vẫn là 1.400.000 một con. Đấy, máy chạy ok, pin rin anh em không lâu chùi ok hết. Đấy, không lâu không chùi còn nguyên bụi, máy chạy nè. Đấy, anh em giờ thay ruột gà nha. Đấy, công anh em thay rồi 1.300.000. Con này mã 205 8 slim anh em ơi. Đấy, 8 slim nha. 8 slim pin của nó thì nó sẽ là 2400 và 21V6 sạc 220V. Đây, nó là sạc 220 nè. Máy pin và sạc không bao pin, không bảo hành. Anh em ok nghiên cứu kỹ nha. Chứ còn nếu mà bảo hành thì em bán 1.800.000-2.000 luôn em. Đấy, nó là như vậy. Rồi con này 205 1.300.000. Bao phí vận chuyển về nhà cho anh em thôi. Đấy, 1.300.000. Giờ anh em tự thay cái này nha. Còn nếu mà anh em muốn đổi thì em sẽ đổi cho anh em thành 1.400.000 nè. Đó, em đổi cái ruột gà thì cũng thành 1.400.000. Cũng không cần đổi đâu. Đây, pin này hình như là pin nó thay rồi anh em nha. Pin này nè, đó, bên đó nó thay rồi. Hai màu khác nhau rồi. Đấy, hai màu khác nhau, 8 slim luôn. Con này 8 slim luôn. Đấy, cần là ok luôn. Đây nè, đấy. Ok anh em nha. Ruột gà nó còn sáng này. Rồi chạy. Còn 3 pin. Rồi con này 8 slim luôn, máy pin sạc anh em ạ. Máy pin sạc rồi ok. Rồi em này cũng 1.400.000 anh em nha, con này 1.400.000. 1.400.000 lưa lên mấy con 6 7 đi em ơi. 1.400.000 dành cho em nó luôn. Đấy, 206 1.400.000. Máy pin sạc anh em nha. Đây này. Rồi con này 6 hiệp 3 anh em. Con này 6 hiệp 3 nha. Cán hồng màu hồng luôn. Con này cán hồng màu hồng, chỗ cước. Này, lòng đẹp anh em nha. Con này lòng đẹp. Đinh con này 21V6. Đấy, 21V6. 3500W, à quên 350W. 2001. Hình thức còn ok, 6 hay 3 anh em nha. Rồi con này đợi anh em là 450 anh em nha. Con này chỗ cước 450, chỗ nhung giá khác nữa anh em ơi. Đấy. 207 450, bao phí vận chuyển về nhà cho anh em nha. Hàng bên em là bao ship rồi. Đấy, chỉ là bao ship thôi, có bao gì đâu anh em ơi. Đấy, vô pin nè. Rồi. 207 450 luôn. Tiếp tục con này là một con V6 thường. Đấy, 6 thường anh em. V6 thường nha.
còn hơi chày. Đấy. 6 thường còn hơi chày. Gắn bình vô cái hết chạy. Đấy. Ok anh em nha, chọi cước nha. Đây, chọi cước. Gắn bình vô hết chạy rồi. Cần con này hơi xấu tí xíu. Rồi để cho anh em con này 330 nè. Đấy. 208 330. 208 mã 208 330k 6 thường. Đấy, pin vẫn còn chạy nè. 330k là bao phí vận chuyển về nhà cho anh em nha. Đấy. Con này cũng 6 thường luôn nhưng mà cần nó đẹp. Đấy, cần nó đẹp hơn con kia một tí. Chổi thì nó làm tét cái này nhưng mà chổi nhung tét ruột gà nha. Đấy. Rồi con này tét ruột gà, anh em về thay ruột gà ha. Con này 320 nha, 209 320. 320k dành cho em nó luôn, 309 320. Ok luôn em nha. 209. Mã 209 320, anh em về tự thay cái ruột gà giùm em nha. Con này anh em thay ruột gà 209 320 đi. Rồi con này V7 nè. Êm ru luôn em ơi, con này 7 ru luôn. Chọi cước, chọi cước, chọi cước. Con này chọi cước anh em ơi, hả? V7 là sáng gió luôn. Không chơi vào đâu được luôn anh em con. Đấy, màu hồng. Anh em nào thích mạnh mẽ anh em ơi, mạnh mẽ nha. Màu hồng mạnh mẽ. Rồi 780k anh em ơi, con này quá đẹp. Mã 210, 780. Rồi, 550 này. Rồi, ok. Đấy. Con này màu tím nè, màu xanh nha, xanh tím anh em ơi. Xanh tím V7 nha, con này V7. Đó, 7 hiệp 3. Cước đấy. Rồi chạy chạy nghe đen mí anh em ơi. Đấy. Bình thường nó sẽ là 700 đến 780k thôi anh em nha. Con này đẹp nó cũng 780 thôi. Đấy là hết rồi. Còn con nào xấu thì nó sẽ là 700. Đấy. Cái này nè, nó không sao hết, cái này nó hơi chày chày tí xíu thôi. Ok ha, được cái đầu là cái màu nó rất là đẹp. Mã 211 708 nè anh em. 780 rồi ok luôn, V7 nè em. Ok lên pin anh em ơi. Lên pin. Rồi tiếp tục em này là 7, 7 thường. Này 7, 7 thường. 7 thường anh em. Đó. Chị khó tính quá. Em như thường là chị khó tính quá. Rồi cái này. Trời ok nha, cái ruột gà nó cũng ok luôn. Đây. Ruột gà nó ok luôn. Rồi, con này 7 720 anh em nha. Con này mã 212. 720. Đi cầm cái đi mới nè. Lên mới. 720. Đấy, ok con này đẹp nè anh em ơi. Đấy, con này rất là ok luôn. Ruột gà nó hơi tét tét cái này xíu xíu nè, chưa bứt ra đâu. Rồi ok 720, mã 212 720. Rồi tiếp tục con này là V8 anh em nha. Con này V8 nó sẽ 3 bình nè. Con này V8 nó sẽ 3 bình. Đó lên điện anh em ơi. Đó. Đang nháy đang sạc nè. Rồi. Ok. Anh em bật chế độ nhỏ thôi nè, cũng không nên bật chế độ lớn đâu. Này cần bột cam. Em ơi, đổi cái con này đi em. Đổi cái chổi đi. Đổi cái chổi đi. Đổi cái chổi đi. Rồi, ok. Đấy, chạy ok luôn em. Anh em giờ vợ xin sơ qua là được nha. Cái chổi này rất đẹp luôn. Chổi này bao biết của lời luôn. Đấy, cái chổi này nè.
213. 213. Rồi con này 900k anh em nha. Đó, bình thường là 900 thôi. Rồi mã 213 900 anh em. Máy chạy sạc pin vô với 8 này, 8 thường anh em ơi, đi luôn. Rồi, này 3 pin luôn. Này với 8 luôn anh em nha, 3 pin với 8. Rồi vô sạc luôn. Mỗi cái là đều có một cục sạc anh em ơi. Này gãy ruột gà này nè, đấy nó bị gãy cái ruột gà rồi. Em ơi, có cái chỗ nào ruột gà không? Bỏ vô. Này nó hơi bị dính keo luôn rồi, thôi coi không cần đâu. Này nó bị dính keo luôn, thanh lý con này luôn anh em ơi. Đó. 800k. Đấy. Vậy thôi. Dính keo xíu anh em giờ vệ sinh lại anh em ơi. Đấy. Rồi, cái này anh em giờ thay ruột gà luôn, 824 800k anh em ơi. 800 nha, về 8 luôn. 24 800k. Rồi, rồi vô bên đàng hoàng đi. Rồi con này vơi vơi 8 luôn anh em ơi, 3 pin luôn, vơi 8 luôn. Này chổi đẹp. Rồi 900 luôn anh em ơi, con này 900k. Bao giá thị trường luôn anh em. Đấy 900k bao ship nha. Mã 215. 900, máy chạy ok luôn. 900k. Chổi nhung, ruột gà đầy đủ. Thôi chạy chạy, nói chung là con nào cũng phải có chạy chạy sơ sơ qua một chút xíu anh em nha. Chứ không phải như thằng tập hợp hàng đấu giá đâu nè. 215, 900. Rồi con này vơi 6. Vơi 6, chổi cước, hay 3. Vơi 6, chổi cước, hay 3. Ok luôn, cần hồng mấy hồng. Rồi con này 450 anh em ơi, con này 450 mã 2 16 450. Đấy, 2 16 450. Ok luôn, đi luôn em. Đấy, máy chạy đây, từ từ vô sạc. Đấy, vô sạc đó. Ok luôn. Thôi vô thôi, có gì đâu. Đấy. Đấy. Thôi vô nè, rách luôn cái chổi anh em ơi. Chổi này rách luôn rồi nha. Chổi rách luôn. Rồi con này chổi rách hơi dơ dơ tí xíu để anh em bốn xị đi. Ok chưa anh em ơi? 400k anh em về tự xử lý nha. Đó. Cục gà kìa. Này chổi nhung anh em nha. Ok luôn. Đấy. Rồi vơi 6. Rồi. Vơi 6 đi luôn. Rồi cái này cũng rách lỗ luôn rồi nè ơi, cái này rách luôn rồi. Này vơi 6 thường anh em nha. Đấy. Vơi 6 thường. Rồi chỗ nhung nhưng mà bị rách ruột gà rồi, con này để anh em 320 đi. Đấy, 320. 218 320k dành cho em nó luôn. 218 320k. Ok anh em nha, cái nào nó không có sạc hết anh em nha. Sạc 220V đấy, ok lên điện nè. Sạc 220. Này vơi 6 hay 3. Con này màu trắng được con cái là ok đẹp nè, màu trắng nè. Cái bầu này anh em nói cái bầu đẹp nha, chứ không phải nói cần đẹp đâu, cái bầu đẹp thôi. Anh em ơi, 219 chạy ok luôn, 450k chổi cước. 219 450 chổi cước anh em nha. Đây ok luôn. Nhận sạc. 219 450. Rồi 220. Em này gãy luôn anh em ơi, con này gãy nha, chổi cước mà gãy cái ruột gà rồi. Rồi chạy. Rồi con này vơi 6 anh em nha. Con này vơi 6. Đấy, vơi 6 thường. 320 đây anh em. Màu đẹp. Mã 220. 320. 220, 320k. Ok anh em nha. Đấy, vô sạc này. Đấy, một mấy pin sạc nha.
nó mất cái lỗ ngay đây thôi. 623 chỗ trước chạy ok luôn. Đấy, rồi con này 430 đi anh em. 430 nha. Đấy, mất cái lỗ ngay đây. Ok luôn. Đấy, 430k. 221 430. Hai một bốn trăm ba đi luôn em. Rồi con này là V7 test lỗ cái này tí xíu nha. Ruột gà này. Đầu V8 cho V8 anh em à, con này là V8. Đổi cần em ơi. Con này V8 anh em ơi. Đấy V8. Máy 3 pin ok luôn, chuẩn luôn. 8 thường anh em. Đưa anh cái cần 8 em ơi. Đưa anh cái cần 8. Đây cần 8 này. Cần 8 anh em, cần đẹp nha. Rồi nhìn chỉnh luôn. Đây test này tí xíu thôi. Rồi con này đợi anh em 880 nha. 222 880. Ok luôn, 22880 chỗ nhung. Đấy, máy pin sạc. Rồi. Cái này này 7 nè em ơi, 7, 7 Fluxy. Đấy. 7. Này trời cút đẹp luôn em. Vít tu lơi luôn em. Ôi trời. Sáng gió. Chỗ nhung. Đấy, 7. Này thì khỏi phải chơi luôn rồi anh em. Rồi. 780k luôn nè. 780. Ok. Quá đẹp. Đưa anh 2 cây V10 luôn. Này 7 nè em ơi, 7. Test cái này đi xíu. Test cái này đi xíu. Đồng bộ đồng màu. 77 slim nữa. Cần đấy. Không phải 7 slim đâu anh em nha, cái cần là đổi thôi. Rồi. Con này 700 anh em. 224 700 nha. 700k. Bao phí con chuyển về nhà cho anh em, không bao pin không bảo hành. Anh em mua với kỹ giùm em ha. Đó, 224 700. Rồi. Nhét cục sạc cho thử coi. Ok đi luôn. Đấy, ăn điện anh em. Đây, V10 dài anh em. V10 này thì pin nó 2003 anh em nha. 25V 2, pin 2003. Mức rượt luôn. Đây, chỗ nhung. Không bởi không gãy. Kít kình kít. Đấy. Kít kịch luôn anh em à. Con này còn có một pin thôi, không có bật lên cái ấy nó sập pin anh em ơi. Đấy. Rồi có pin sạc cho anh em đầy đủ ha. Pin dài nha. Nước hàng thì ok. Đấy. Giờ vừa sinh sơ quan phát là xong. V10 màu tím. Mã 225 2.200k anh em ơi. 225 2.200. 2.200k bao ship cho anh em nha. Rồi 225 2.200k. Tiếp tục con này 226. Con này nó hơi kêu một tí xíu nè anh em. Cái kêu một tí xíu anh em giờ vệ sinh lại nha. Đó, nó hơi hú một tí xíu nha. Rồi con này thì hơi hú thì tính. Chở trước anh em ơi. Hơi hú tí xíu rồi đợi anh em hay nha. Coi 10 dài nha, 2 triệu nha. Và anh em giờ dọn lại khúc thôi, cái khúc đó giùm em à. Này nó hơi hú nè. Rồi 2 triệu. Anh em giờ dọn lại ha. Rồi. Mã 226 2 triệu. Với 10 anh em chờ khúc nha, hơi hú. Chạy đi hiu 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 á. Rồi tiếp tục. Này 7 anh em ơi, 7. 7 nha, 7 này.
luôn, bảy này 700 ha anh em. Ở đâu đâu, 723 anh em, lộn, 723 con này 7 cho cước 750 anh em, 750 luôn. Đó, 227 750k anh em. Đấy, còn hơi cắn xương này tí xíu nha. Máy hình thức là còn đẹp. Đấy, có sạc, máy pin sạc cái nó con nào nó cũng có sẽ có sạc cho anh em nha. Sạc đợt này em về rất là nhiều. 227 750k. Đợt này nó về đủ sạc luôn anh em. Rồi ok. Này là voi 8 anh em. 8 ruột gà. Thôi test đi, test bên này rồi, test nhìn nó hơi gì, test là test, còn không test là không test. Đấy, vẫn chạy bình thường. Đây. Đây ba máy ok ha. Anh em về thay ruột gà nha. Rồi, con này 228. 803 đi, thay ruột gà đi nào. 830. 228 830. 803 anh em nha. Rồi, ok đi luôn. Đi luôn em ơi. 228 830. 229 này là gãy miếng cái này. Gãy miếng cái đó. Lấy miếng cái này em ơi. Con nào đẹp cho nó đẹp luôn. Này 8 luôn em nha. Cắn xương cái này tí xíu nè. Đấy, 8 luôn. Rồi ok nghiêm chỉnh. Đấy. Rồi con này 850 anh em nha. Đấy, cái ruột gà nó hơi cái ruột gà nó tét rồi anh em nha. 850 con này. Anh em thích chọn con nào chọn. Đấy, ok nha, có pin 850. Rồi đưa lại lên em. 8 luôn anh em ơi, 8 luôn, còn một pin à. Con này còn một pin. Gãy đầu. Đấy, gãy đầu. Còn hơi xước. Ok anh em nha, giờ thay lại anh em ơi, con này 8 luôn. 3 pin anh em. 230. Rồi con này 800 anh em về dọn lại đi. 800k. 230, 800. 800k dành cho em đó nha. Đấy. Anh em cứ giờ tính chi phí ra nè. Rồi 8. Rồi 800k, 230, bao ship thôi. Rồi ok nha, em nghiêm chỉnh luôn. Rồi cái này không chạy nè, cứ không chạy nha. Rồi cái này cứ không chạy, bỏ ra đi em ơi. Thay chút khác đi. Cái này cho anh cước 6 nè. Cước 6 á. Nghiêm chỉnh đó nè. Rồi con này cần hơi chạy chạy anh em ơi. Rồi 450k luôn. 231 450 anh em. 450 nha. Đấy 231 450. Rồi 232. Con này bóp chạy một cái đứng nè anh em, hết pin rồi. Đấy. Đây, hết pin rồi. Cho sạc tí nữa. Con này hút gì đây nữa, có chút xíu rồi nè ơi. Này nó chút xíu rồi. Còn đẹp nha. Đấy. Đấy. Sạc vô một cái bóp chạy nè ơi. Đấy, đây nè. Rồi. Đó, chạy một cái luôn. Rồi ok anh em về tự sạc giùm em nha. Rồi em này còn hơi sâu 430 anh em. 430. Đấy. Ok. 6 anh em à, 63. Mấy cái này bán chạy lắm cho nên em sẽ lên nhiều cho anh em. Hẹn qua em lên một video bán sạch luôn, còn con luôn. Nói chung là cái này nó tầm vừa giá tiền anh em ơi, nói chung là anh em nào. Con này bầu đẹp nha.
còn tím bầu đẹp, máy đẹp luôn. Rồi con này 47 nha, 23 470. Em bán theo hình thức đó anh em nha, không có, không có, nó thống nhất một giá được anh em, tại con xấu con đẹp con chày con ấy, nói chung là tùm lum hết á, nó không có thống nhất được một giá đâu anh em. Rồi định luôn 233 470 anh em ơi, 233 470 nha. Ok luôn. Con này xấu mà bị chỗ nhung mà bị mất ruột gà nè. Hút luôn cả cục đá vô này. Coi có tờ tiền nào không đó. À, đưa phiếu anh em. Rồi 234, con này 400 đi anh em. À, giờ thay ruột gà giùm em nha. 400, máy chạy. Hết rồi nào à, vô bình nè. Rồi 234 400. Rồi vơi 6 luôn em. Rồi này chỗ nhung vơi 6 nha 3. Mất ruột gà. Đó chỗ nhung mất, à, cái này nữa. Rồi lỡ anh em 235 380 đi nè em ơi, 380. Đấy vơi 6 nó vẫn là 380 hay 3 này, tùy theo con, tùy theo cái những đặc điểm của nó nên em cần đẹp thôi. Con này được cái cần đẹp nhưng mà đây rồi này 235 380 luôn em, 235 380 đi em. Con này mất luôn cái ruột gà luôn, em về thay luôn nha. Mất luôn ruột gà luôn rồi. Đấy. Đấy, hết pin luôn rồi. Này 6. Đấy. 6 này 300 anh em ơi. Đấy, 300. Cần đẹp nha. 236 300k. Bao ship. Ok, 236 300. 236 300k dành cho em nó luôn. Đưa mấy cây tám slim qua đây. Pin rin hết á, giờ bóp chạy hết anh em. Ruột gà xấu nha, nhưng mà đường con cái lòng son đẹp. 237 con này 4.2 nha. Lòng son đẹp. Rồi ok luôn. 236 420k. Này dính keo thôi, cần hơi sức sút anh em ạ. Với 6 hay 3. Rồi 237 402. Đi em. Rồi 238. Đây. Nên qua chạy nè, êm ru luôn nè. Cũ tư anh em ơi. 238 triệu tư. Chạy ru. Đời càng cao thì nó sẽ chạy càng êm. 238 triệu tư anh em. Nghiêm chỉnh hết, mức được. 238 1.400k. Rồi 239 con này cần đỏ. Đấy, nguyên bụi anh em. Ok nha. Lên pin nè. Đấy, pin nó còn yếu anh em, hết pin nữa. Em ru luôn, slim nó chạy êm lắm, cần kiếp nữa nè anh em, cần đỏ hơi chạy đây tí xíu, tét cái đèn miếng nè anh em, con này bị tét cái đèn miếng nè, bị tét cái này. Rồi con này đỡ anh em chịu 3 đi nè, ngày đèn tí xíu nè, 239 130, 1.3 triệu, 239 1.3 triệu anh em ơi, dành cho em nó. Đây. Rồi 240 còn đỏ luôn. Đấy. Còn đỏ.
Chắc cái này tí xíu. Cần là nó nhét vậy nó mới chạy nè. Đó, mạnh mạnh nó hơi hồ tí xíu nha. Rồi. Con này test cái vỏ ngay đây. 8 slim anh em nha. Mấy con này 8 slim cần ok nè. Rồi con này chiều 3 cho anh em luôn. Giờ anh em xử lý ha. 240 chiều 3. 240 chiều 3 anh em nha. 240 1 triệu 300k dành cho em nó luôn. 8 phun 8 8 cần to. Cục gạo ok luôn. Đây, 8 nó sẽ 3 pin anh em nha, 8 nó 3 pin. Rồi, ok, nghiêm chỉnh. Con này 900 anh em nha. 241 900. 900k dành cho em nó luôn, bao phí vận chuyển nó em 291 900k. Rồi đi. 241 chứ, 241 anh em ơi, 900 nha. Rồi đi em. Đưa chai khác lên đi. Rồi 242. Chưa bao giờ mà cái một cái món hàng mà em chưa bao giờ làm lần đầu tiên mà bán chạy nhanh như món này, cho nên là em lấy được rất là nhiều. Rồi cái này nó bị tét ruột gà nè. Máy V8 anh em nha, V8 sẽ là 3 pin. V8 nó 3 pin. Rồi ok luôn. Cần hơi chạy tí xíu tét ruột gà. Rồi con này để anh em 830 đi anh em ơi, 830. Đấy, 830 bao ship anh em nha. 842, à quên 242. 242 830. 242 830k dành cho em nó luôn. Được luôn anh. Rồi 243. Con này thì trội cước nhưng mà nó nhức nách luôn anh em. Lòng này như mới luôn anh em. Rồi. Đây anh em ơi, lần đầu tiên có một con như thế này em bán 950 anh em nha. Đấy. 950k, còn tem còn mà. 950 là lần đầu tiên bán con này là cao nhất trong dòng vàng độ 8 nha, bởi vì sao? Nó đẹp vậy thôi. Ok anh em, lên pin nha. Sáng gió luôn này mà, nãy hàng bãi nó như thế này thì ok rồi, nãy nó hơi chạy ngay đây tí xíu rồi, nhưng mà anh em coi cái lòng nó đó nè, đem mặt con này đủ rồi, mã 94243 950 cho cước anh em à. Đây tép ruột gà, con này với 8 luôn em, rồi chạy nha ruột gà. Rồi 830 đi em, 830. Ok luôn, đấy, 830. Được. 244 830. Rồi 245. Với 7 nè, này với 7. Này, chổi cước ok. À quên lệm ok nha. Chổi này chổi gì ta quên mất ta. Nhung. Ruột gà ok, với 7. Rồi con này đẹp 730. 245 730. 245 730. Đó. Rồi con này ok luôn nào, 245 730 nha. Rồi 246 7 luôn. Đổi cần khác em, cần này cần 10. Đây nè, 7 nè, 7 nè, có rồi. Đây 7 rồi. Bỏ kia xuống. Rồi ok 750 nè. 246 750. 246 750k nè. Rồi ok đi luôn em. Để từ từ mình gấp sạc nha. Ok luôn này, 246 750. Rồi 247. 7 luôn nè, con này 7 luôn nha. Này chỗ cước nhỏ. Mất cái đầu rồi. Mất cái đầu rồi. Mấy cái hư hư này bỏ lại đi em.
bỏ ra một chỗ để lấy phụ tùng thôi, từ từ thanh lý sau. Này hơi chạy một tí nữa, chạy này hư luôn cục gà luôn rồi. Rồi con này để anh em 650 anh em về nghiên cứu ha, làm lại nha. 650 V7, 650 V7 anh em nha, 247 650, được rồi, 4 cây nữa em ơi, tới 250 là được rồi, để ra làm công cụ nữa. Đưa cây đó luôn, cây đó đẹp nè, cây đẹp nè, cục gà 6 nè. Đây cục gà 6 anh em ơi, đấy, cây đẹp cục gà 6 máy chạy ok. Rồi con này 730 đây cho anh em, 730 730 nha Nguyễn Nhung, 730 rồi ok luôn, mã 248 730 rồi. Hai cây nữa em, 249 250 với 6 với 6 Lucy hư ruột gà rồi anh em, thành thức rồi sáng giấu luôn rồi. Hư ruột gà rồi anh em, này nó cứng luôn rồi đấy, bỏ ra đi em. Để dừa cái chỗ này, chỗ này chỗ gì ta, không được này, anh em giờ thay cục gà nha. Con này được con cái là nó đẹp lắm ấy, bụi lôi vít tôi lời cho anh em luôn. Mà cho có cái là gãy mép ngay đây, tét miếng ngay đây, lại ngay đây 400 này, 249 400 rồi ok luôn, 249 400 rồi. Con này 250, con này 250 lô này nó không có đơi sơi luôn em đúng không, có máy cày à. Này với 6 thường anh em ơi. Rồi. Cái này chạy ok ha. 350. Giờ tí xíu thôi. Rồi ok. Em xin kết thúc video ở đây anh em ơi, để em ra em soạn cái xỉ mấy ba công cụ ra các anh em. Đó. Để chiều soạn hàng chiều con quay cho anh em lên công cụ nữa anh em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video chiều ngày hôm nay nha. Rồi em xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật là ok ha. Rồi.